Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, trước mắt của Tào Quang đây là một bộ Sofasito mẫu chân đùi gà, mẫu đùi 2 ghế đơn, được cơ sở bên em làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá của Nam Phi và hàng làm theo tiêu chuẩn của hàng VIP niêm phân khúc các bác nhé. Và được cơ sở bên em làm theo một đơn hàng của anh Hoàng đến từ Định Hóa Thái Nguyên. Và bộ sỏm này của em đã có video phần mộc thô rồi. Thì hôm nay đã hoàn thiện xong nước sơn BU cuối cùng. Và trước khi xếp lên xe để bàn trao trả cho anh thì một kê ra để quay, để lưu giữ kỷ niệm giữa anh cùng với cơ sở và đồng thời để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý hàng. Thì như các bác hay theo dõi kênh của em thì bộ sỏm này đang được cơ sở em bán cực kỳ là chạy, cực kỳ là hot. Đấy, bao gồm là có 5 món. Một chiếc băng dài với chiều dài là 2m80, chiều sâu là 80 và chiều cao là 75. Hai chiếc ghế đơn có đồng kích thước như nhau, ngang là 1m4, sâu 80 và chiều cao là 75. Chính giữa đây là một chiếc bàn lớn 77 x 1m57 trên mặt kính, phủ bì sẽ rơi vào 80 x 1m78 các bác nhé. Và món sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn ngồi 1m3 x 60. Hàng của cơ sở em thì cam kết với các bác là có thể đến trực tiếp cơ sở hay không, đang ở trong Nam sinh sống và công tác ở bên nước ngoài, cam kết với các bác là 100% là chất liệu gỗ trần xì lõi không pha tạp. Đấy, thì với mẫu sản phẩm này đang được cơ sở em làm theo tiêu chí của hàng VIP nhân phân khúc. Đây, tiến đến phần đùi gà. Đùi gà được cơ sở bên em này làm cực kỳ là cong, dẻo và đẹp luôn. Đùi gà cơ sở bên em làm bản rộng là 16 phân, bản rộng là 16 phân và độ dày là 9 phân. Đấy, độ dày là 9 phân. Đi kèm theo đó sẽ là bản yếm rộng 9 phân không nhá. Đấy. Và phần sàng ngang này được cơ sở bên em làm bản rộng là 8 và độ dày là 4 không nhá. Đấy. 8x4. Hàng VIP nhân phân khúc luôn các bác ạ. Và tiến đến phần cánh gà này. Cánh gà cũng được cơ sở bên em bò mái chai này. Các bác nhìn này, rất chi là đẹp luôn, hoàn thiện lên sơn bưu bóng mờ các bác nhá. Và cánh gà cũng được làm dày là 4 phân. Dày là 4 phân. Với lối cánh gà cơ sở bên em làm mộng nha. Bao test cho các bác là 70-80 cân nhảy lên vô tư không vấn đề gì. Đấy. Và phần ô tắc ngăn kéo được cơ sở bên em làm thêm một lượt chỉ đây. Và ngăn kéo này, cơ sở bên em đang làm là dây gỗ. Và với tiêu chí dây gỗ này đang là có mộng nhá. Mộng này. Đấy. Rất chi tiện lợi luôn. Dây gỗ thì nó sẽ bền. Và nếu như các bác nào thích dây bi thì có thể yêu cầu cơ sở em làm dây bi. Đấy. Hay là từ các phần này, các phần ô ngăn kéo này, hay phần đằng sau này, được cơ sở bên em đóng là long khung xoay hình ấy các bác nhá. Long khung xoay hình. Đấy. Rất chi đẹp luôn. Đây. Những hàng thì được cơ sở bên em lọc liệu gỗ tuyển chọn vân. Đấy. Và tiếp đến là phần chiều cao. Chiều cao từ mặt đất mặt ngồi của em rơi vào 30 phân, cao lên mặt đệm là 42 phân và cao lên đỉnh tựa đây là 75 phân. 75 phân, hàng trên thị trường lại chỉ cao 70 thôi. Đây cơ sở em làm 75 và cao lên đây là sấp xỉ 80 phân. Và 75 đây. Cơ sở bên em đang được làm mộng này và khung xương, toàn bộ khung xương là 4x4 hết các nhá. 4x4 và tựa là 1,5 phân. Tựa là dày 1,5 phân và được bịt kín cả hai mặt. Đấy. Bịt kín cả hai mặt các bác nhá. Đấy. Và tiếp đến là phần tay tựa đây. Tay tựa này. Đấy, tay tựa này. Nếu mà hàng thị trường các bác tham khảo với tay tựa chỉ làm cao là 18 đến 20 phân thôi. Riêng cơ sở em đang làm đây là cao 30. Cao 30 để khi các bác ngồi vào ấy, mình sẽ để tay vô cùng thoải mái luôn. Và phần tay tựa này, cơ sở em đóng là long khung xoay bình, mộng chéo đây. Khung xương 4x4 hay các bác nhá. 4x4, hàng thị trường là sẽ gắn đinh bắn hộp các bác ạ. Đấy. Với làm lối hàng này thì nó sẽ có độ thở cong gót, dẫn đến tình trạng là không bị lướt mặt ván như hàng kia các bác nhá. Đấy. Đùi gà nó cong, nó dẻo này. Đấy. Thì độ dày vẫn là toàn bộ khung tranh mặt dày 4, ván mặt là dày 2 các bác nhá. Đấy. Khung 4 ván 2. Hoàn toàn là ván liền tấm này. Đấy. Được chọn vân. Đấy. Và khi các bác mua hàng cơ sở bên em là sẽ tặng kèm tấm kính bàn cho các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Hàng được tuyển chọn lọc lựa các bác ạ. Đấy. Ngăn kéo dây gỗ mộng hết này. Đấy. Đùi gà nó cong, nó dẻo, nó đẹp các bác ạ. Đấy. Với chiếc bàn này em đang làm là hai chiếc ngăn kéo hai bên cho các bác sử dụng. Lối hàng fit với thị trường, khác biệt hoàn toàn các bác nhá. Đấy. Đây. Với bộ sản phẩm này cơ sở bên em sẽ bảo hành cho bác là 10 năm, không cong vênh mọt các bác nhá. Đấy. Và mẫu sản phẩm cũng đây là một chiếc đôn ngồi. Đôn ngồi này thì anh khách yêu cầu không cần làm cánh gà các bác nhá. Không cần làm cánh gà. Bên em có cả loại đôn, có cả cánh gà các bác nhá. Đấy. Đây. Đùi gà nó cong, nó dẻo, nó đẹp luôn các bác ạ. Ngăn kéo đây, dày gỗ ấy. Đấy.
Và đi kèm theo đó là em đang để đây là một bộ da cờ leo, đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân các nhá. Dày 12 phân. Đấy. Và bộ sỏ mè đang được cơ sở bên em bán cực kỳ đặt trệ luôn các bác ạ. Đấy, sản xuất liên tục, có sẵn cả hàng mộc, hàng hoàn thiện cho bác về xem. Thì em cũng xin công khai báo giá luôn. Một bộ sofa Zito mẫu chân đùi gà, mẫu đùi hai đơn, đầm từ chất liệu gỗ hương đá, hàng VIP phân khúc loại 1 nha. Đang được cơ sở bên em chào bán công khai với mức giá là 50 triệu đồng. 50 triệu đồng bao gồm cả đệm da cờ leo Hàn Quốc dày 12 phân, tặng kèm kính và miễn phí vận chuyển cho bác là 80 km đầu tiên. Và cơ sở bên em thì có nhận vận chuyển toàn quốc và nhận làm hàng đặt theo yêu cầu các bác nhé. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm như thế này, alo em có số live trên màn hình 058 474 43 hoặc kết nối Zalo. Và địa chỉ xưởng của em ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Lợi các bác nhé. Và video clip của em đến đây dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.